Ôi, Hồng Duyên xin chào quý anh chị nha. Bữa nay là Hồng Duyên test một con máy, có thể nói là Hồng Duyên hay nói là vua trong máy hàng. Đó là con máy Yaesit Ares 200 của thương công ty Welcome nhập khẩu. Đây quý anh chị thấy không, nguyên thùng. Đó, có tem nhập khẩu Welcome đàng hoàng nên không có sợ hàng giả hàng nhái. Với lại Hồng Duyên hay nói quý anh chị á, mua cái máy, trên cái máy nó có chữ Yaesit một bên, một bên này đóng chữ Welcome. Đây là cái nhận diện tốt nhất cho quý anh chị để mình biết nó là hàng chính hãng, không phải hàng giả hàng nhái, là nó như vậy đó. Trong những con máy 200 hiện tại, Ares 200 được coi là vua trong máy hàng, trong máy hàng mà của Yaesit đó anh chị ha. Luôn cả các hãng khác cũng khó có con nào bì với con này, khẳng định quý anh chị luôn đó. Thì này nó có thể là nó đi châu Âu luôn, cũng là cái mẫu quý anh chị thấy có chức năng hàng tích quẹt á, là nó đi châu Âu, nó cũng là cái mã này luôn đó. Nên là cái mã này quý anh chị, đây là test cho anh này ở Quảng Ngãi mua luôn đó nha. Đó, test cho anh coi, anh ở Quảng Ngãi mua, gửi về Quảng Ngãi xài luôn, là quý anh chị biết là cái thương hiệu của Yaesit nó mạnh cỡ nào rồi đó. Cho anh chị coi là sức mạnh của Ares 200. Đây là chưa có khoảng chừng 170 quý anh chị, nhưng mà đây là cái đũa 4 ly, đũa lớn. Test cho khách hàng luôn cho anh chị coi. Cái này nó nói là khi quý anh chị hàng đổ 3 ly 2 á, đạt hiệu suất 100% luôn. Rồi, đây cho quý anh chị coi cái đường hàng, phải nói là siêu đỉnh luôn. Đây anh chạy thấy được không? Đảm bảo ngon luôn. Rồi nhìn cái đường hàng của Ares 200 đỉnh cao. Đảm bảo. Cọc hàng là cọc hàng lớn quý anh chị ha, cọc hàng 13 ly. Cân cho quý anh chị coi là nó độ nặng của con máy luôn. Máy không quý anh chị thấy không, nó nặng khoảng hơn 6kg, gần 6,5kg đó. Đây là máy không ha. Đó cho anh chị coi là cái mẫu của nó. Nếu mà nói hàng nó, cứ nói mà công ty Yaesit nó đã ra cái quy chuẩn là hàng đổ 3 ly 2, hàng xuyên suốt đạt hiệu quả 100% là biết nó là dữ dằn nhất rồi đó. Trong máy hàng Yaesit hiện tại không có con nào mà hơn con này. Nói về máy 200, giá của nó là 4.300.000 quý anh chị. Thì quý anh chị mua cái mẫu này, tại hôm nay làm cái chương trình tặng cái kính hàng cho anh này, nên là ảnh ở Quảng Ngãi tặng kính hàng. Nên quý anh chị mua cái sản phẩm mình sẽ được tặng cái kính hàng. Đó, lâu lâu ra một cái chương trình. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 nè. Ngày 10 tháng 9 quý anh chị ha. Đó, thì là chương trình sẽ chạy cho quý anh chị một tuần. Đây cho quý anh chị coi cái đường hàng. Thấy đẹp không anh trai? Đó, ok nha. Nhìn đường hàng là phải khủng rồi đó quý anh chị, thấy không? À, nhìn quá đã luôn. Bởi vậy quý anh chị mua máy hàng cứ lựa chọn Yaesit. Bây giờ nhiều người cứ nói rằng Yaesit hãng có chữ tàu rồi tùm lum hết trơn, hàng nội địa quý anh chị. Không cần phải tin, cứ vô Yaesit có đóng chữ Welcome, dập nổi, bảo hành 18 tháng là mình yên tâm. Dây hàng kèm hàng lớn, dây hàng dây đồng 100%. Thấy không? Ở đây nó để cờ UQ là cu là đồng đó, nên là quý anh chị cứ yên tâm, thấy không, là dạng sản phẩm của Yaesit nó làm không có sai ha, làm đảm bảo quý anh chị xài cực kỳ ngon. Nhưng mà máy của Yaesit á, những cái hãng lớn quý anh chị, nó không có tặng bình tùm lum đâu nha, nó không có tặng búa chổi cước hay là nó tặng mặt nạ cầm tay hàng, không có. Nó chỉ có phiếu bảo hành trong thùng thôi quý anh chị. Đó, máy nó như thế này, nặng gần 6,5kg. Quý anh chị mà có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ liên hệ Hồng Duyên quý anh chị ha. Quý anh chị có để ý thấy một cái điều không, ở dưới này nó để chữ Made in China. Quay ra sáng cho quý anh chị coi luôn nè. Quý anh chị thấy ở dưới nó để chữ Made in China không? Nhưng mà đây là thương hiệu của anh quý anh chị, hiện tại đang sản xuất ở Trung Quốc. Quý anh chị thấy máy chỉ 200 bao nhiêu đây thôi, giá nó đã là 4.300.000. Nên quý anh chị thấy là nhiều con máy nhỏ nhỏ mà hô Nhật Mỹ có 1.000.000 tào lao ha. Đó, nên cho quý anh chị coi, người bán người ta không có làm bao giờ quý anh chị, người mua mới làm. Nên là quý anh chị mua cũng phải coi về máy, thấy cái máy Nhật mà giá nó rẻ quá thì coi chừng nó Nhật tảo hay gì đó ha. Nên là quý anh chị thấy là tem kích hoạt bảo hành ha, hàng chính hãng của công ty Yaesit, quý anh chị cứ yên tâm, đến với Hồng Duyên không bao giờ có hàng giả hàng nhái, đảm bảo quý anh chị luôn. Đây có hai anh ở Quảng Ngãi mua gửi về Quảng Ngãi xài luôn á, thì quý anh chị cứ yên tâm. Rồi, cảm ơn quý anh chị. Nếu có nhu cầu về sản phẩm Ares 200 của hãng Yaesit, giá 4.300.000, được tặng kính hàng điện tử, chạy trong vòng 1 tuần, thì quý anh chị có thể liên hệ Hồng Duyên qua những số hotline bên trên ha.
Còn bây giờ Hồng Dương xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị. Chúc sức khỏe, bye bye.